Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí. Báo cáo buổi chiều ngày 22 tháng 7 năm 2022 tại đơn vị vận chuyển Viettel Bus. Chiều nay báo cáo với các đồng chí có bộ dàn 2N kiệt tác của nghệ nhân đã lên đường đến với đại tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Sản phẩm này gửi tới đồng chí ở địa chỉ nhà may Đức Hậu, Cống Ba Lỗ, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Đấy, nhà cung cấp là Khang Audio 0368888479. Báo cáo với lại các đồng chí đây, kiệt tác của nghệ nhân, đầu ô tô đấy nhờ. Đấy, đầu ô tô, còn đây là hai cái loa. Đấy, đấy. Ở đây là cái cục biến áp nguồn. Đấy. Còn đây là số cân của nó. Đây. Đấy. 9,5 kg. Thôi, buổi chiều nay có một sản phẩm thôi. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.